Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Jeff Gaming đây. Video ngày hôm nay mình tiếp tục chơi story tựa game Robbery Bob. Các bạn xem nó rất hay, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Và nhớ nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Thì chúng ta bắt đầu luôn, ok. Hôm nay mình sẽ chơi chương 6, từ level 6 tới level 10 nha. Ok. Đấy. Rồi, ở trên đang có ông cảnh sát nha, các bạn đừng có đi lên. Ông sẽ thấy mình liền. Rồi. Nhớ cẩn thận hai camera này em. Đấy. Rồi. Chúng ta lấy được chìa khóa. Ok. Giờ chúng ta đang núp trong cái bụi cỏ nha. Đợi một chút rồi mình sẽ chạy qua bên kia. Rồi. Đóng cửa lại cái. Rồi, chúng ta đã thấy được cái kho báu rồi. Đấy. Rồi, cái lúc này là các bạn đi ra là phải nhớ để cái cửa nó mở luôn ha. Để mình dụ cái ông cảnh sát đi lên. Đấy. Ông thấy cửa mở rồi. Rồi, mình cứ đi xuống thôi. Rồi, lúc này các bạn phải khéo léo qua mắt được không ạ? Đấy. Rồi. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong màn đầu tiên của ngày hôm nay. Rồi, chúng ta qua màn tiếp theo luôn. Rồi, lại có một cái camera đứng trước cửa. Nhưng không sao. À, khúc này các bạn cẩn thận nha. Ông nhìn ra vài cái cửa kính ông thấy mình liền. Đấy, từ 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 từ. Ông đang đi lên. Rồi, mình đã thấy cái chìa khóa nằm đâu rồi. Ok, đã lấy được chìa khóa và một ít đồ. Đấy, mình xếp này đi lên đợi chút. Rồi. Rồi, chúng ta đã đạp lên cái thùng sơn. Hiện tại dấu chân của mình đang dính cái dấu sơn á. Rồi, ông đã phát hiện cái dấu chân của mình rồi. Không sao. Đấy, rồi, ok. Đã hoàn thành được màn thứ 7. 100%. Rồi, mình sẽ qua màn thứ 8 nha. Rồi, mới đầu vô đó thấy ông đứng trước mặt rồi. Rồi, chạy quá. Ok. Ông này ông không có nhìn ra cái dấu chân của mình nữa. Rồi, trên đây cũng có một ông. Các bạn từ từ ha. Các bạn mà chạy lên là ông thấy dấu chân của mình liền á. Để từ. Rồi. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ mở cái máy này lên để dụ cái ông cảnh sát phía dưới đi tới. Rồi tầm khoảng 3-4 giây sau á, các bạn mở thêm một lần nữa, dụ cái ông cảnh sát bên tay phải nè, đi qua luôn. Đấy. Ok, rồi bạn đi ra thì sẽ không bị phát hiện. Rồi, chúng ta lấy được kho báu rồi. Giờ chỉ cần chuồn ra cái khỏi đây thôi.
Rồi, lại đạp lên sân nữa rồi. Rồi. Ông cảnh sát này ông đang quan sát mình nữa. Không có thấy được. Ok. Ta hoàn thành được màn Gaben Burton Cup level 8. Để chúng ta sẽ bắt đầu qua dòng thứ 9 nha. Rồi, mình sẽ mở cái máy này lên để tạo ra tiếng động dụ cái ông cảnh sát đi xuống. Rồi, ông đã nghe được rồi. Lúc này các bạn căng thẳng hay coi chừng camera nha. Đóng cửa lại cái đã. Rồi xong. Coi chừng bị camera phát hiện. May quá. Không sao. Rồi, chúng ta đã thấy được cái chìa khóa rồi. Giờ thì tiếp theo là các bạn hãy nhặt cái chìa khóa này. Ok, có một ông vệ sĩ đang tuần tra ở cái chỗ khu vực này. Dưới này cũng có một ông. Rồi, chân của mình lại đang dính sơn. Các bạn hãy từ từ nha. Mình chơi là không có sử dụng đạo cụ. Làm cách nào để vượt qua cái màn mà không sử dụng đạo cụ mà được perfect luôn á. Mấy hay, các bạn xem nhớ like nha. Ok. Mình đã hoàn thành được level 9 của chương Garden Button Cup. Mình sẽ chơi dòng cuối cùng của ngày hôm nay nha. Level 10. Bên đây là có một ông cảnh sát và một cái chìa khóa. Rồi mình sẽ cố ý để cái cửa mở nha. Rồi mình trốn vào bụi cỏ. Đây kho báu nó cũng nằm ở đây luôn. Mình sẽ ra lấy luôn. Rồi, mình đã tạo tiếng động. Ok. Khu vực bên phải là mình đã lấy được hết đồ nha. Giờ mình sẽ đi cái khu vực bên trên. Bên trên này cũng có một ông và một cái chìa khóa. Rồi, từ từ, mình sẽ núp vào cái thùng rác. Rồi, nó phát hiện dấu chân của mình rồi. Và đương nhiên ông sẽ không thấy mình. Thôi, ông lại phát hiện dấu chân của mình nữa rồi, chạy thôi. Rồi. Ok, an toàn. Rồi các bạn cẩn thận nha, đừng có đi lên nha. Sẽ thấy mình liền á. Tại chỗ này là cái cửa kính này. Đấy. Rồi, mình đã hoàn thành được level 10 của cái chương Gedom Button Cup. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Các bạn xem nó thấy hay đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Và nhớ nhấn vào chuông để nhận được những video mới nhất.
từ kênh của mình. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.